Hello, Ken Audio xin chào anh chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio. Đó, chuyên về các cái dòng micro không dây karaoke gia đình nè, rồi bàn mixer ha, đó, rồi các cái bộ hát thu âm livestream, loa Bluetooth, loa kéo xách tay đó, phụ kiện âm thanh điện tử có đầy đủ ha anh chị bạn. Rồi thì rất cảm ơn anh chị bạn thời gian vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ bên Ken Audio của em. Anh chị bạn có thể liên hệ vào số hotline hoặc là nhắn tin Zalo. Đây, cùng một cái số điện thoại nè, em để trên màn hình ha. 0932075612 đó. Địa chỉ bên em thì hiện tại là nằm ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị bạn. Rồi nếu anh chị nào mà mình chưa bấm đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh ha, bật chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra những cái video cập nhật những cái sản phẩm mới nhất và hot nhất trên thị trường ha anh chị bạn. Rồi thì nội dung video hôm nay thì em sẽ tiếp tục liên tục cái chuỗi chương trình á. Ngày trước thì em đã có làm video tổng hợp về top 5 micro không dây giá rẻ karaoke cho anh chị rồi. Thì hôm nay em sẽ làm tiếp, cập nhật lại một cái top 5 micro không dây nhưng mà hàng chất lượng ha, hàng cao cấp. Đó thì những cái em mic trên đây thì khung khúc giá là từ 1 triệu trở lên anh chị bạn. Nhưng mà sẽ 1 triệu hơn một xíu thôi chứ cũng không phải là quá nhiều đâu, 1 triệu hơn một xíu thôi là anh chị bạn có thể sở hữu cho mình một cặp micro không dây karaoke rất là hát ngon lành, hát nhẹ, sáng tiếng, hút mic đó, ok cho anh chị bạn. Rồi thì bây giờ trước khi mà vào nội dung chính á, thì em sẽ xin nhắc lại cái chính sách giao hàng cũng như là đặt hàng bên kênh audio của em để anh chị nào mà mình vừa mới xem thì mình có thể nắm được chính sách ha. Còn nếu mà anh chị mình theo dõi kênh của em lâu rồi cũng như là đã từng mua qua rồi thì cái chính sách này đã quá quen thuộc, không còn xa lạ gì nữa ha. Rồi thì kiểu về việc cái chính sách đặt hàng á, thì đối với em từ trước đến giờ luôn, những cái combo sản phẩm anh chị mua dưới 2 triệu đó, ví dụ như những cặp mic này chẳng hạn đi, tầm 1 triệu mấy thôi, thì anh chị không cần phải cọc, cũng không cần phải chuyển khoản ha. Đó, em sẽ hỗ trợ anh chị bạn nhận hàng rồi mới thanh toán tiền đó. Còn đối với những sản phẩm từ 2 triệu trở lên, ví dụ như những bộ combo mà thu âm livestream cao cấp hoặc là những cái bàn mixer như mixer M4 chẳng hạn, đó là tầm 2 triệu mấy trở lên, thì anh chị bạn vui lòng cọc trước thì bên em mới lên đơn giao được nhanh chị bạn. Đó là về chính sách đặt hàng ha. Còn chính sách giao hàng thì khi giao hàng anh chị mua bên em yên tâm ở chỗ là trước khi giao em đều đã test hàng trước cho anh chị bạn hết, test ok hàng thì em mới đóng gói cẩn thận gói cho giao cho anh chị bạn. Khi nhận hàng sẽ hỗ trợ cho mình được xem hàng nhưng không thử hàng ha. Em xin nhắc lại là được xem hàng nhưng không thử hàng đó. Và khi xem hàng anh chị bạn vui lòng ngồi ngay tại chỗ shipper giúp em đó, mở ra xem, không mang vào trong nhà nha anh chị bạn, hoặc là không mang vào những nơi khuất tầm mắt để tránh một số trường hợp để có những khách là cháo sản phẩm ha anh chị bạn. Đó, vì vậy mà mình vui lòng ngồi ngay tại chỗ shipper xem hàng và không thử hàng đó. Ok anh chị bạn, đó là em nói trước để anh chị bạn mình nắm bắt được chính sách, mình cảm thấy hợp với nhau, phù hợp thì mình hẳn liên hệ ha anh chị bạn. Rồi bây giờ vào nội dung chính video ngày hôm nay. Đó thì em sẽ đi lần lượt từ trái qua phải anh chị bạn đó. Và tương tự là cũng như là cái giá tiền nó cũng sẽ tăng từ trái qua bên phải luôn. Rồi thì đầu tiên đây là một cặp mic với model em này là Q15. Đây, đây là Q15 anh chị bạn. Còn cái chữ nó nằm ở đây nè anh chị bạn, thì nó không có quan trọng đâu nha anh chị bạn. Giống như là có khúc lúc á thì nhà sản xuất nó sẽ thiết kế cái chữ này cho nó đẹp. Còn có thể là lúc sau á thì nó sẽ thay đổi cái chữ này. Đó, cái vì cái chữ này giống như là một cái thiết kế trang trí thôi. Chủ yếu là cái model ở đây nè, W, mình đọc W15 cũng được hoặc đọc Q15 cũng được nhanh với bạn. Đó là chủ yếu ở đây ha. Rồi, em này là Q15 đó. Thì cặp này thì xuất hiện cũng khá lâu nhưng mà vẫn được rất là ưa chuộng bởi vì cái độ hút mic của em này thì ok ha. Và những cái dòng mic cao cấp chất lượng ở đây của em là thân kim loại nhanh với bạn. Đó, những cái này là kim loại hết so với những cái tầm mic giá rẻ mà dưới 700 như em giới thiệu ở top kia thì nó chỉ là thân nhựa thôi, nó không được kim loại đâu ha. Đó thì tiền nào của nấy thôi, nên chia ra từng cái phân khúc giá để cho anh chị mình dễ chọn lựa ha. Đó thì những em này là toàn là thân kim loại hết. Đó, top 5 em đưa đây là thân kim loại nha. Nhưng em này cũng không ngoại lệ luôn ha. Đó thì em này cũng có chế độ tiết kiệm pin nè anh chị bạn thấy không? Khi mà mình nhấn mở nguồn lên thì nó sẽ hiện đầy đủ như vậy, nhưng mà mình để mình cầm một hồi thì nó sẽ tối giản, nó tắt đi những cái chỉ số không cần thiết, nó chỉ để lại một cái hiển thị một mức năng lượng pin để cho mình biết thôi. Đó là gọi là chế độ tiết kiệm pin ha. Đó, mình sẽ đỡ phải thay pin nhiều lần. Đó. Rồi, đây là cặp mic Q15. Rất là ok. À, em báo giá luôn thì cặp này là 1050 ngàn đó. Đó anh chị bạn.
Rồi đây em xin nhắc lại, em này tên là Q15 hoặc là mình đọc W15 đều được. Đây model của nó nè, W15 hay là Q15 đều được. Giá là 1050 ngàn. Đó, thì cái em này có thể nói là giá rẻ nhất trong so với cái dàn top micro chất lượng này rồi ha. Nên cái giá này em là không bao ship nha anh chị bạn. Đó, giá này không bao ship. Thì ship là 30 ngàn. Đó, em nói công bố trên video cho anh chị bạn mình nắm được luôn. Rồi đó, ok ha anh. Rồi em sẽ bỏ qua bên đây. Đó, rồi tiếp theo đến một cặp mic này. Đây, cặp mic này thì mới xuất hiện tầm đây cỡ 1 năm thôi. So với tuổi thọ của em này thì em này xuất hiện lâu rồi. Đó. Còn con này thì mới xuất hiện tầm đây gần 1 năm, đâu hơn 1 năm xíu ha. Đó, em này thì nó đặc biệt hơn. Đó, giá là 1080 ngàn. Đó. 1.080.000 nha anh chị bạn. Thì em này ngày trước á nó là tay mic go của Shure rút gọn anh chị bạn. Shure rút gọn ha. Đó, anh chị bạn thấy thiết kế này rất là đẹp, và ở trên cái tay nắm này giống như là nó có một cái miếng nhung, lớp nhung nó phủ nhẹ hay là sao em không biết, nhưng mà cầm á nó cảm thấy rất là êm tay. Đó, thì em ấn tượng với em này chỗ đó. Với lại ở đây cái màn hình đây nó có viền cái viền đỏ lên. Đó, thì nhìn nó rất là nổi bật ha. Đó. Và có cả chế độ tiết kiệm pin luôn đó. Thì ở trên cái chữ trên đây nè anh chị bạn, có khi bên nhà sản xuất á thì họ sẽ ghi là cái chữ này là chữ Shure nè, còn có khi thì nó sẽ đổi đi một cái kiểu chữ khác, thì kiểu như giống như là nó làm cho thay đổi thiết kế cho nó mới lạ vậy đó anh chị bạn. Nhưng mà về cơ bản, về chất lượng thì nó cũng y chang nhau đó, thiết kế cũng vẫn là thân kim loại có phủ một cái miếng lớp lớp nhung hay là cái chất liệu gì thì em không biết nói như thế nào, nhưng mà cầm nó rất là êm tay. Thì em nghĩ nó là nhung hay là sao đó, nó phủ lớp nhẹ lớp nhum thì cầm rất là êm tay đó và đầm đó, thì nó là vẫn y chang vậy thôi. Đó, đây đó, thiết kế nè anh chị ha. Đó, thì em này thiết kế khá là bắt mắt ha. Em này hát cũng rất là ok đó, hút tiếng ấm, tiếng êm đó. Thì cặp này là anh chị các bạn có thể nói cho em dễ hình dung á, thì anh chị bạn có thể nói là mic Shure rút gọn cũng được ha, hoặc là đây ở đằng sau nó có đây nè, cái model nè, mic 01 cũng được ha anh chị bạn. Đó, muốn nói tên nào cũng được, mic 01 ha. Đó, còn cái chữ ở trên này thì là nó thiết kế thôi, có khi nó sẽ thiết kế chữ này, có khi nó sẽ thiết kế một cái chữ khác cho nó mới lạ, thì cái trên này thì nó không quá quan trọng ha. Rồi, đó thì em đã báo giá ha. Đó, anh chị bạn nói là mic Shure rút gọn cũng được, hoặc là mic 01. Đó, cặp mic 01 cũng được. Đó, và giá là 1080 ngàn. Đó, 1.080 ngàn là giá em bao ship anh chị bạn toàn quốc luôn. Đó, ok ha. Rồi, tiếp theo đây là một cặp em này thì tên là Mat 56 anh chị bạn. Đó, đây, con này là Mat 56. Thì con này kiểu cái màu thì nó hơi nổi ha. Tay cầm của nó thì là màu xanh dương ha. Đó, và em này thì đặc biệt ở chỗ là nó sạc trên tay mic luôn. Đây, có cổng sạc trực tiếp trên tay mic ha. Rồi giá của em này là 1.150.000 anh chị bạn. Đó, 1.150.000. Đó, giá này là em cũng đã bao ship cho chị bạn luôn. Đó, thì hay là nói với anh chị bạn dễ nhớ là trong cái top 5 này chỉ trừ cái con Q15 này rẻ nhất trong top 5 này ra là em không bao ship, còn lại 4 em này là em cái giá em báo là em đều bao ship cho anh chị bạn. Đó, đó vậy đó anh chị bạn dễ nhớ ha. Rồi em này model là Mat 56. Đó, và sạc tích pin. Đó, sạc trực tiếp trên tay mic được luôn. Đó. Thì theo như con này thì em thấy nó thì lại không có chế độ tiết kiệm pin anh chị bạn. Đó, cái màn hình nó vẫn cứ sáng trưng hết lên như vậy đó, nó không có chế độ tiết kiệm pin như hai con vừa rồi em giới thiệu ha. Đó, nhưng mà nó có thể là chỉnh được cái âm lượng mic nè. Đây, bên trong nè có volume cộng trừ nè anh chị bạn ha. Đây, đó volume cộng trừ ha. Còn cái nút set tần số này thì năm cặp mic đây thì nút con nào cũng có nút set ở đây rồi, nhưng mà riêng cái dòng này hoặc lát nữa thêm cái con cặp mic sắp tới em giới thiệu cũng có luôn, có thể chỉnh được âm lượng mic ngay trên tay mic đây. Nó thì nó bù lại qua cái đó. Rồi, thì cặp này là Mat 56, giá là 1.150.000. Đó, anh chị bạn ưng thì có thể nhắn tin Zalo chốt với em ha. Mình nhớ tên cũng được, mình nhớ tên em đọc cũng được, hoặc là anh chị bạn đang xem á mình chụp lại cái màn hình đó cái rồi mình gửi qua Zalo cho em là em sẽ biết ngay em báo giá cho anh chị bạn thôi.
Đó thì hay là cần hỏi gì thêm về ví dụ con mắt 56 này đi, hay là hỏi gì thêm về con xua xua rút gọn này đó, thì có thể nhắn trên Zalo đó thì em có thể trả lời luôn cho anh chị bạn. Rồi tiếp theo đây là một cặp mic, mic này model là R20 anh chị bạn, R20 cũng bằng giá với mắt 56 đây luôn là 1.150.000 đó, 1.150.000 luôn. Thì em này thì nó hơn nữa được cái là nó đã có chế độ tiết kiệm pin luôn như bạn. Đây ví dụ khi mà mình mở nguồn lên đó thì nó thì vẫn hiện đầy đủ các chỉ số ha, nhưng mà một hồi nữa mình để ý, để một hồi nữa đó là nó chỉ hiện có cái báo năng lượng pin ở đây thôi. Này lát chỉ bạn xem ha. Đó rồi thì em này cũng sạc sạc ngay trên tay mic được luôn ha, sạc tích pin ngay trên tay mic luôn đó. Rồi và trong cái trong tay mic này nó cũng có chỉnh chỉnh volume mic luôn nè, cộng trừ volume mic luôn nè ha, mic hát rất là nhẹ, hút tiếng và sáng tiếng anh với bạn đó, và đều là thân kim loại ha. Đó đó thì giống như là nó có hai màu á, kiểu như hai cái này cùng giá nhau và cái chất lượng em thấy nó cũng cũng y chang nhau. Nếu mà anh chị nào thích kiểu như màu nó nổi thì lấy cái màu màu xanh đây đó, còn anh chị nào mà thích theo cái kiểu đen nhám hơi ngã xám một xíu thì mình sẽ lấy con R20 đây đó. Đó, đó là tùy cho anh chị bạn mình lựa chọn ha. Đó. Đây cái cặp này lát nữa một hồi nữa nó sẽ xuống còn chế độ tiết kiệm pin ha, giống như lúc đầu em đưa lên cho anh chị vậy đó. Đó. Rồi tiếp theo cặp này là cuối cùng luôn. Đây anh chị bạn, đấy bây giờ nó qua chế độ tiết kiệm pin này nè. Đó. Đây nó chỉ hiện một một cái mức năng lượng pin lên thôi đây. Đó. Còn cái con mát 56 đây thì nó vẫn cứ sáng hoài vậy đó anh chị bạn. Đó nó cứ để vậy hoài thì nó hơi 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 ngốn pin của mình thôi đó. Rồi còn đây là rồi còn đây là con Micro 108 đó, Micro 108 ha, đây là mic 108 đó. Em đọc nhiều lần lại để anh chị bạn mình nhớ cái tên đó, mình khi mình gọi mình nói cái tên để em dễ hình dung ha. Anh chị bạn cứ nói chung chung, em bán nhiều mẫu quá em không biết là anh chị đang hỏi mẫu nào. Đó thì đây là con mic 108 nè, thì trên con này đặc biệt hơn những bốn con còn lại ở đây anh chị bạn thấy trên đây nó có một dàn các cái nút chỉnh luôn, rất là nhiều. Thì con này dành cho những cái ví dụ nhà mà mình xài loa kéo hay là có đã loa nó cũng có hỗ trợ karaoke rồi, nhưng mà kiểu cái độ echo, cái độ vang nhại nó quá ít, hay là cái đường mic nó hát không được to, chép bass nó không được nhiều. Đó thì mình sẽ tạo ngay em này. Đó, tạo ngay cái cặp mic 108 này về thì nó có thể chỉnh, nó chỉnh thêm cho mình nè, tăng giảm echo cho mình nè, rồi tăng chỉnh chép bass cho đường mic cho mình luôn, rồi chỉnh âm lượng mic go luôn. Đó thì con này khá là bá đạo, khá là thần thánh ha. Đó thì cặp này là 1.200.000. Đó, con cặp mic 108 này là 1.200.000 anh chị bạn. Đó ok ha. Đây cũng có chế độ tiết kiệm pin luôn nè anh chị thấy không? Ví dụ khi đây nè, đó khi mà mình mở lên. Đó, mình mở lên là nó sẽ hiện đầy đủ như thế này, mình để một hồi thì nó sẽ là chế độ tiết kiệm pin cho mình. Đó thì nhưng mà con này thì mình vẫn là xài pin kiểu như máy pin 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 tiểu, pin con ngó đồ ha anh chị bạn. Đó. Còn mình muốn cái dạng mà pin sạc nó không thể sạc trực tiếp trên tay mic được, nhưng mà anh chị bạn muốn dạng pin sạc thì bên em vẫn có bán kèm phụ kiện combo pin sạc và vỉ sạc cho anh chị luôn. Đó cái đó thì anh chị bạn mua thêm nha. Đó thì có thể nhắn tin trao đổi qua Zalo, em sẽ gửi về cái sản phẩm đó cho anh chị bạn. Đó, ok ha. Rồi em bỏ vô đó, này là cũng kim loại nè anh chị bạn, nói em gọi cũng len keng ha, đây cái thân kim loại nè đó. Rồi con này nó muốn hết pin luôn rồi nè anh chị bạn, không đây báo mức năng lượng vẫn còn 2 vạch ha. Rồi đó, rồi em này là 108 giá là 1.200.000 ok nha. Rồi đây và bây giờ xin mời anh chị bạn mình ngầm nhìn lại top 5 micro karaoke không dây chất lượng ha, hàng em đã tuyển rồi đó. Thì giá thì nó gọi là cao thì nó phải không quá cao, nhưng mà ok nó mức giá tầm 1.000.000 hơn một xíu thôi. Đây như chị thấy con này là cao nhất là 1.200.000 thôi ha, còn con này thấp nhất là 1.050.000 thôi đó, mà bảo đảm với anh chị là hát mic hát rất là lực, hát hút sáng tiếng đó. Những con này mà anh chị bạn mà chê nữa thì không còn con nào mà khen được đâu anh chị bạn. Đó. Rồi thì vừa rồi là em đã giới thiệu qua cho anh chị bạn tổng hợp top 5 micro. Đó. Chất lượng ha, mà giá thì chỉ hơn 1.000.000 xíu thôi. Đây như anh chị bạn thấy con này nó có
Đây chị bạn thấy như con này nè, nó gần muốn hết pin á, cái nó cứ chớp chớp ngay cái vạch năng lượng pin như nè, đó là nó báo mình sắp hết pin để mình biết mình thay pin cho nó đó ha. Rồi và rất cảm ơn chị bạn thời gian đã dành thời gian xem hết video clip này. Đó, nếu cảm thấy thích thì hãy cho em một like ha. Còn ai chưa bấm đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em cập nhật những cái video về sản phẩm mới nhất hot nhất ha. Rồi và anh chị bạn mình cảm thấy ưng cặp nào thì có thể chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo cho em, hay là có thể gọi trực tiếp, nhớ nếu nhớ tên model thì mình gọi trực tiếp vào hotline luôn, mình có thể chốt đơn trên hotline với em cũng ok luôn anh chị bạn. Rồi một lần nữa rất cảm ơn chị bạn đã luôn theo dõi kênh YouTube của Can Audio, cũng như là đã tin tưởng và ủng hộ bên em trong suốt thời gian dài vừa qua. Thì cũng gần Tết rồi, anh chúc chị bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.